Xin chào các bạn. Trong không khí hân hoan chào đón mùa xuân mới, các bạn hãy quan sát hai bức tranh. Hai bức tranh đều mô tả về không khí ngày Tết. Chúng ta cùng nhau tụ họp sum vầy lại với nhau, cùng nhau gói bánh chưng, nấu bánh chưng, thức đêm nấu canh bánh chưng nè. Rồi tới ngày Tết thì chúng ta sẽ đến thăm ông bà, cha mẹ, bạn bè thân hữu để gửi nhau những lời chúc tốt đẹp. Hôm nay cô sẽ mời các bạn chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé. Cô và các bạn sẽ cùng nhau bay sang Nga để xem đón cái không khí ngày Tết của bên Nga sẽ có giống với bên Việt Nam mình không nào. Nào, cô mời các bạn chúng ta cùng nhau đi khám phá. Và chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về đất nước Nga xinh đẹp các em nhé. Đây là vị trí của nước Nga trên bản đồ. Nước Nga tên đầy đủ là Liên bang Nga, là một quốc gia cộng hòa liên bang nằm ở phía bắc của lục địa Á Âu. Đây là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Nga là một nhà nước cộng hòa liên bang với 85 thực thể liên bang. Các em thân mến, nước Nga rất nổi tiếng với một công trình vĩ đại, đó chính là nhà thờ thánh Basil. Nhà thờ thánh Basil nằm ở phía nam quảng trường đỏ của thủ đô Moscow. Nhắc đến Nga, chúng ta còn biết tới với những trang phục lộng lẫy nhiều màu sắc mang phong cách riêng của Nga. Ngoài ra, nước Nga còn rất nổi tiếng với những búp bê xinh đẹp. Cô mời các em hãy cùng chiêm ngưỡng nào. Cô trò chúng ta vừa tìm hiểu đôi nét về đất nước Nga xinh đẹp. Bây giờ cô mời các em tìm hiểu đôi nét về nhạc sĩ Hoàng Lân, người đã viết lời mới cho bài hát chúc mừng mà cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay nhé. Đây là hình ảnh nhạc sĩ Hoàng Lân. Các em thân mến, nhạc sĩ Hoàng Lân sinh năm 1942 tại Hà Nội. Ông cùng người anh em sinh đôi tên là Hoàng Long. Hai ông đã trở thành một cặp nhạc sĩ quen thuộc với người yêu nhạc Việt Nam. Hai ông đã được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012. Bài hát chúc mừng với giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển, diễn tả tình cảm thân thiết, ấm áp của những người bạn trong ngày vui gặp. Vừa lắng nghe giai điệu của bài hát mẫu, chúng ta đã sẵn sàng để cùng cô học hát từng câu chưa nào? Mình bắt đầu nhé. Các em thân mến, với mỗi câu hát, lần đầu tiên cô sẽ hát mẫu, lần thứ hai cô mời các em nghe nhạc và ghi nhớ độ cao của câu hát, lần thứ ba chúng ta sẽ tự mình trình bày lại câu hát ấy. Cô trò chúng ta đến với câu hát thứ nhất. Cô mời các em lắng nghe cô hát mẫu. Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày Tết tưng bừng. Cô mời các em nghe nhạc. Hãy thể hiện lại câu hát này nhé. Cô trò chúng ta cùng tiếp tục với câu hát số 2. Ở trong câu hát này, các em lưu ý ca từ hát, khi hát chúng ta ngân dài một phách rưỡi. Ca từ thân ở cuối câu, khi hát chúng ta ngân dài ba phách. Cô mời các em lắng nghe cô hát mẫu. Nhịp nhàng cùng hát vui bên người thân. Cô mời các em nghe nhạc.
Hãy thể hiện lại câu hát này nào. Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng với cô chúng ta nối câu 1 và câu 2 lại nhé. Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày Tết tưng bừng, nhịp nhàng cùng hát vui bên người thân. Cô mời các em tự thể hiện lại hai câu này. Cô trò chúng ta cùng tiếp tục với câu hát số 3. Ở trong câu hát này các em lưu ý ca từ dây, ca từ bao. Khi hát chúng ta sẽ ngân dài 1 phách rưỡi. Bây giờ cô mời các em hãy cùng lắng nghe cô hát mẫu nhé. Nhớ mãi phút giây em đêm sống bên nhau bao bạn hiền. Cô mời các em nghe nhạc nào. Hãy thể hiện lại câu hát này các em nhé. Cô trò chúng ta cùng đến với câu hát số 4. Ở trong câu hát này các em lưu ý ca từ tha. Khi hát chúng ta sẽ ngân dài 1 phách rưỡi. Ca từ bền ở cuối câu. Khi hát chúng ta sẽ ngân dài 3 phách. Cô mời các em lắng nghe cô hát mẫu nào. Lên tình thiết tha lâu bền. Cô mời các em nghe nhạc nhé. Hãy thể hiện lại câu hát này nào. Cô trò chúng ta sẽ cùng nối câu 3 và câu 4 các em nhé. Các em lưu ý, hát với tính chất nhẹ nhàng. Nhớ mãi phút giây em đêm sống bên nhau bao bạn hiền. Hát lên tình thiết tha lâu bền. Cô mời các em tự thể hiện lại hai câu này nào. Vậy là cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong 4 câu hát của bài Chúc Mừng rồi. Bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô chúng ta ghép toàn bài lại nhé. Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày Tết tưng bừng, nhịp nhàng cùng hát vui bên người thân. Nhớ mãi phút giây êm đềm sống bên nhau bao bạn hiền. Hát lên tình thiết tha lâu bền. Cô tin chắc là tất cả các em đã thể hiện rất tốt bài hát rồi. Vậy thì bây giờ cô mời các em hãy tự mình thể hiện bài hát với nhạc không lời nhé. Để giúp các em giữ vững nhịp phách khi thể hiện bài hát, thì bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô, chúng ta hãy hát kết hợp với gõ đệm theo phách nhé. Cô mời các em cùng quan sát và lắng nghe cô làm mẫu với câu hát thứ nhất. Cùng đàn cùng hát
Thực hiện cùng với cô câu này nào. Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày Tết tưng bừng. Cô tin chắc là tất cả các em đã thực hiện được rồi. Vậy thì bây giờ cô mời các em cùng thực hiện toàn bài với nhạc không lời nhé. Cô mời các em bước sang nội dung 2. Trong nội dung này, các em sẽ tìm hiểu một số hình thức trình bày bài hát nhé. Thông thường chúng ta sẽ có những hình thức trình bày bài hát như sau. Một là hát đơn ca, hai là hát song ca, ba là hát tam ca, bốn là hát tốp ca. Như vậy, hát đơn ca chính là hình thức trình bày một người. Còn song ca thì chúng ta sẽ biểu diễn hai người với nhau, và tam ca là biểu diễn ba người, và tốp ca thì từ bốn người trở lên. Như vậy là các em đã hiểu được các hình thức trình bày bài hát để chúng ta áp dụng khi chúng ta biểu diễn một bài hát nhé. Ngày Tết là ngày gia đình chúng ta cùng tụ tập sum họp với nhau, cùng quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét, gói bánh, nấu bánh. Cùng nhau thức khuya, nấu bánh, đón giao thừa. Rồi đến ngày mùng 1, chúng ta sẽ cùng nhau đi ghé thăm ông bà, cha mẹ, anh chị và họ hàng thân thuộc để chúc Tết, mừng nhau năm mới. Nhân dịp xuân về, cô chúc các bạn và gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe. Và các bạn sẽ học giỏi hơn nhé. Cô chào các bạn.